Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ với các bạn đi khám phá một nơi. Đó là một khu di tích, một khu du lịch ở tỉnh Đồng Tháp, khu di tích Xẻo Quýt. Tại sao gọi là Xẻo Quýt? Cái tên Xẻo Quýt bắt nguồn từ việc trước đây vùng này trồng rất nhiều quýt. Xẻo nghĩa là một con lạch nhỏ, quýt là ý nói cây quýt. Khu du lịch Xẻo Quýt nằm ở địa phận huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong nha. Còn đây là những gian hàng bán đồ lưu niệm nha các bạn. Đây là đường đi vào khu di tích. Bây giờ chúng ta đi tham quan xung quanh bên ngoài trước nha các bạn. Đây là sơ đồ khu di tích Xẻo Quýt. Đây là bản công nhận di tích lịch sử văn hóa được cấp vào năm 1994. Xung quanh còn rất nhiều cảnh đẹp khác nha các bạn. Ở đây có nhiều hướng cho chúng ta đi. Đây là khu vực bán nước uống cho chúng ta giải khát. Phía chân mặt là khu ăn uống ẩm thực nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến đó ăn uống nha. Chúng ta đã đến nơi ẩm thực. Bây giờ thì trời cũng đã trưa rồi. Đi nãy giờ đói quá các bạn ơi. Chúng ta vào đây tìm cái gì ăn cho no nê để chút đi khám phá tiếp khu du lịch Xẻo Quýt này nha các bạn. Ở đây có rất nhiều món đặc sản gắn liền với thiên nhiên, điển hình như cá lóc đồng nướng lá sen. Bây giờ mình sẽ gọi vài món ăn để thưởng thức với các bạn. Món bún xào thập cẩm, cá lóc đồng nướng lá sen và món cơm sườn. Bây giờ chúng ta đã ăn xong rồi. Giá cả nhìn cũng bình dân lắm các bạn ơi. Đây là hồ sen nha các bạn. Ở khu du lịch Xẻo Quýt này, chúng ta thấy có nhiều loại chim cò quý hiếm. Chúng ta nghe gắt gõ tiếng hót của những chú chim này. Trước mặt chúng ta hình như là con cò hay sao các bạn?
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá tiếp nơi này nha các bạn. Còn đây là những dụng cụ rất quen thuộc đối với người miền Tây. Đây là những dụng cụ để đánh bắt cá. Chắc hẳn người miền Tây không ai mà không biết đến những dụng cụ này. Đây là chiếc cầu khỉ để đi qua bờ bên kia. Đây là hồ sen nha các bạn. Dưới hồ sen, người ta xây những cái nhà mát cho chúng ta có thể đi qua lại, cảm giác như đang đi trên mặt nước. Với diện tích trên 50 ha, khu du lịch Xã Quýt Đồng Tháp là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của miền Tây với hệ sinh thái rừng tràm đặc trưng. Bây giờ chúng ta đang đi đến khu di tích Xã Quýt. Ở đây chúng ta sẽ phải đăng ký tham quan bằng xuồng với giá vé là 30.000 đồng một người. Quy định ở đây là một chiếc xuồng chỉ chở được 2 người thôi nha các bạn. Bây giờ chúng ta đang đi xuống xuồng và đi tham quan. Chúng ta đang bơi trên xuồng nha các bạn. Đây là điểm du lịch mang đậm nét thiên nhiên gần gũi miền Tây. Ở khu du lịch Xã Quýt, chúng ta được đi xuồng ba lá xuyên qua những con gạch nhỏ. Hai bên là vẻ đẹp hoang sơ gần gũi và những tiếng chim hót. Dọc con rạch là những căn cứ cách mạng trước đây còn lưu giữ lại. Gần đến nơi lên bờ sẽ có nhân viên chụp ảnh cho chúng ta. Nếu chúng ta thích ảnh nào thì lấy ảnh đó về lưu niệm với giá 30.000 đồng một ảnh. Chúng ta đã kết thúc chuyến đi bơi xuồng nha các bạn và chúng ta đang lên bờ. Chúng ta đang đi đến quầy lưu niệm để nhận lại ảnh nha các bạn. Chúng ta đang đi ra ngoài để kết thúc chuyến đi khám phá hôm nay nha các bạn. Chúng ta đang xem lại xung quanh khu di tích Xã Quýt Đồng Tháp. Như vậy là cuộc tham quan khu di tích Xã Quýt Đồng Tháp đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyến khám phá sắp tới. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giùm mình để nhận nhiều video khám phá sắp tới nha. Xin cảm ơn các bạn.